Nga xin giới thiệu tới quý vị DVD kịch Mẹ và Người Tình của soạn giả Lê Chí Trung. Đây là một vở kịch thật éo le và cảm động, nói về một người mẹ sau khi chồng mất đã một mình nuôi con cho đến khi khôn lớn, và bà đã gặp lại người tình thuở xưa. Nhưng trước sự phản đối của những người con trong gia đình, người mẹ này có thể bước thêm một bước nữa hay không? Với sự diễn xuất của các diễn viên chuyên nghiệp Hồng Vân, Thúy Nga, Bình Minh, Thanh Vân, Đức Hải, Xuân Trang, DVD kịch Mẹ và Người Tình sẽ phát hành vào dịp lễ Mother's Day. Chi tiết liên lạc trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Eo ơi, cái bánh sinh nhật to như con voi anh. Đèn cây để thổi đến Tết không hết. Đẹp ơi, đừng mời mẹ ngồi ạ.